Lý Tiểu Lộ đăng ảnh nóng chứng minh đã quay lại với người tình kém 13 tuổi. Mạng xã hội sử chung xôn xao thông tin Lý Tiểu Lộ quay lại với Pigeon, người tình kém 13 tuổi sau khi ly hôn giả nãi lượng. Sau khi ly hôn, những động thái đáng ngờ của Lý Tiểu Lộ liên tục khiến truyền thông và người hâm mộ suy đoán. Từng có nhiều tin đồn cho rằng, mỹ nhân thị phi này đã quay lại với giả nãi lượng, cố gắng cứu vớt sai lầm ngoại tình trong quá khứ để hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên đôi bên chưa từng đưa ra phản hồi rõ ràng. Bên cạnh đó, cũng có nghi vấn Lý Tiểu Lộ vẫn qua lại với tình cũ Pigeon. Trang Quy Quy tối ngày 2 tháng 2 có bài viết, netizen xứ Trung từng xôn xao bàn tán nghi vấn nick phụ của Pigeon bất ngờ đăng ảnh nóng được cho là của Lý Tiểu Lộ chụp trong nhà vệ sinh. Trong hình, cô gái này mặc trang phục gợi cảm, chụp ảnh qua gương, từ góc mặt cho tới dáng người đều giống với Lý Tiểu Lộ lên tới 80%. Điều này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên họ Lý tái hợp với tình trẻ kém 13 tuổi đã dọn về sống chung một nhà. Đinh Phi, một thành viên trong nhóm Hồng Hoa Hội của Pigeon, viết, Pigeon đang vừa phải nuôi vợ vừa phải nuôi con nên cuộc sống chẳng dễ dàng. Không chỉ vậy, mới đây nữ diễn viên khoe hình ảnh cô tới khu trượt tuyết để nghỉ dưỡng nhưng không mang theo con gái điểm hình, điều đáng nói Pigeon cũng chia sẻ bài viết tới một khu trượt tuyết. Rộ lên tin đồn cả hai bí mật hẹn hò. Chưa dừng lại ở đó, Sinet còn nhận ra cả hai dường như cố tình khoe vòng đôi, chứng minh cặp đôi đang ngấm ngầm hẹn hò. Về vấn đề liên quan tới bức ảnh nóng, Studio của Lý Tiểu Lộ đã đăng văn bản tuyên bố bức ảnh là do anti-fan cắt ghép, cô gái trong ảnh hoàn toàn không phải là nữ diễn viên họ Lý. Tuy nhiên, ekip lại không đưa ra bất cứ phản hồi nào về nghi vấn Lý Tiểu Lộ đang hẹn hò với Pigeon. Khi phóng viên liên hệ với quản lý của Lý Tiểu Lộ, người này lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Đồng thời đại diện của nữ diễn viên còn tuyên bố đừng có xóa bài viết. Những tin đồn này chúng tôi sẽ giao cho luật sư giải quyết. Trước đó, Lý Tiểu Lộ được bắt gặp xuất hiện cùng trợ lý tại sân bay. Nữ diễn viên diện xét đồ thể thao năng động. Cư dân mạng chú ý đến chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của Lý Tiểu Lộ. Nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu cô đang hẹn hò với người mới, một cuộc sống mới đã đến với cô sau nhiều phong ba bão táp lẫn chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi lộ chuyện ngoại tình. Sau ly hôn, giả nãi lượng cũng dính tin đồn hẹn hò với Kim Thần, bạn gái cũ của Đặng Luân. Cả hai đã bị bắt gặp trở về nhà của giả nãi lượng thậm chí còn diện đồ đôi với nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, giả nãi lượng đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho biết rằng họ chỉ là mối quan hệ bạn bè, các bức ảnh bị nghi vấn là đồ đôi không hề liên quan đến chuyện hẹn hò. Cách đây không lâu, Lý Tiểu Lộ đã bất ngờ đổi ảnh nền trên Weibo. Cô đã thay ảnh cưới lãng mạn, ngọt ngào của hai vợ chồng trên bãi biển bằng hình nền mặc định trống trơn. Động thái mới này khiến dân mạng nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng giả nãi lượng đã không thể cứu vãn. Nhiều người còn đồn đoán cặp sau này sẽ sớm công bố tin ly hôn. Ngoài ra, giả nãi lượng cũng cài đặt tính năng mới nhất của Weibo, chỉ cho phép hiển thị những bài đăng trong vòng 6 tháng trở lại đây. Điều đó có nghĩa anh đã giấu hết tất cả những bức ảnh hạnh phúc chụp bên vợ con, cả bài đăng thanh minh cho vợ lúc vướng vào scandal ngoại tình với Pigeon.